Roman bên kia, ekip cho Son Hyper. Ekip cho Son và Hyper một rô, một min, một phô và một maxi. Đội bạn có Hyper, một cho Son, một ekip Hoàng Mai Nhi, người duy nhất cầm cung chủ lực bên phía đối phương. Vâng, map Hyper rất phô. Trận thi đấu thứ hai ở trận đấu thứ ba. Vâng, giờ lại trận thi đấu, chim sẻ đang một bài có khá nhiều hiệu vòi về nhà chính và có bãi quả phụ ở khu vực 12 giờ. Bài liệu chim sẻ có muốn chui vào cái hốc không? Bắt đầu đi dân lên rồi, có lẽ là không muốn đánh ở nhà bởi đối phương có tới Hyper, cần phải có người đi chăn dân, nhất là ai lên sớm thì cần càng phải đi chăn. Đối phương Hyper một trận Son, 7:04 với 23 dân của Roman. Hưng Nhổn sẽ cố gắng thu một cái hốc đánh y. Vâng, bước ra cửa có bãi quả này. Cửa như Hưng Nhổn có bãi quả. Nhưng thời điểm này mà vẫn còn ăn thì không biết là có kịp ăn hết không. Còn voi nữa này. Đông ngoài nhà Hưng Nhổn nhiều đồ phết đấy chứ. Gần đi 26 dân và có quả phụ nữa rồi. Đấy. Trở lại với xem là lô 1 nào, 25 dân cũng đã kích được đời. Bài lô 1 có vẻ là hơi xấu. Chị chuẩn bị đánh theo kiểu lom dom đấy nhá. 8 dân L báo về đến từ chim sẻ, gặp dân 18. Mình cũng lộ dân đi dâng luôn. Persian của Quýt dâng L. Vâng, 9:20. Vâng, Egypt bên phía đối phương chủ lực gió 9%. Bài xấu, siêu xấu. Hoặc là siêu nghèo. Để lại con giò đi, chưa đủ thực kìa. Cẩn thận nhá, 8 dâng L lên sớm lắm đấy.
Vâng, Gunny thì cũng 10-15 kích đời rồi, đang đi về ăn vàng. 8 chết một dân hay là dân đi dâng lời chết nhỉ? Bên cánh bên kia thì bài lô 1 rất xấu. Cánh bên này hai nhà đều ok. Bây giờ xin gỗ chỉ có xin phô thôi, chả xin được ai. À, có khi lô 1 bài yếu thực, thừa gỗ là cái chắc. Đây rồi, màu 7. Bên này hyper đấy. Không biết là phải hyper không, không biết là liệu có phải một pơ dâng chéo không. Nhưng mà tôi đã thấy màu 7 đầu cánh. Có khi lên đời muộn. Đây màu 7 có con giò sang nhà hưng nhỏn rồi. Có lẽ là lên đời ngang nhau. Đây rồi, dân ăn quả. Vâng, các bạn có thể thấy pơ ăn quả, không phũ. Đã nhảy 3 xong thì phải. Nhổn đang có con giò công ra. Vâng, Persian ăn voi giữa bản đồ. Persian ăn voi giữa bản đồ chim nhá. Vâng, rồi nhưng mà ăn voi xong thì làm gì có vàng mà sóc. Như vậy là màu 5 khả năng cao ở 6 giờ, nếu như không phải đầu cánh lô 1. Không, màu 5 đầu cánh, màu 5 đầu cánh lô 1. Đã bắt đầu có thông tin nhận về rồi. Màu 6 ở trong 6 giờ dâng lờ lên. Đầu cánh lô 1. Sáu kẹp á? 5-6 giờ thì 6 kẹp xăm rồi. Hưng Nhổn còn hai con dân. Hưng Nhổn còn hai con dân đóng y ở bên nhà đấy, đóng đấy đấy anh. Rồi. Hình như mù lăm nó nhìn thấy y luôn rồi kìa. Chỗ nhà y của anh có cái gì màu lăm? Ủa, nó biết y luôn. Không được, thôi bỏ đi. Bố đó. Vâng, chim sẻ bảo ai bùng. Vâng, bay ruộng. Thế thì Hưng Nhổn có con y vào đây thôi là xong. Vài con y vào đây thôi là xong. Ai có đồ thì nhồi nhá. Chim bệnh đánh chỉ thủ thôi. Chim bệnh đánh chỉ thủ thôi. Tôi nghĩ chim bệnh không cần đẩy đâu. Lên hết ra 4 các kiểu. Chim sẻ thừa đồ bơ Hưng Nhổn. Đấy, nhìn bản đồ chim sẻ kìa. Đi chương 3 chưa? Nâng cấp chương 3 chưa nhở? Bấm bấm thực đi. Bấm thực, cần rất nhiều thực. Chuyên mạnh ơi, cho Hưng Nhổn thực đi. Em chỉ thủ thôi, em đừng đẩy nhiều quá. Em thủ, tập trung thủ. Em tập trung thủ cho anh. Tập trung thủ đi, các tay chém bên mình sẽ chơi về nhà của ekip. Có Max C cơ mà. Có thực nhồi cho Hưng Nhổn đi. Cho vài thằng dân xây vào cho nhanh. Vâng, lô 1 bảo có thực ăn. Thêm 13.000 vàng. Giáp 4 đi nhá, chim mệnh nhá. Chim sẻ tham 30. Úi dồi ôi, phải e. Vâng, chim sẻ vừa tụt phát 6 tham, 8 tham. Gunny bắt đầu rút y vào nhà màu 5 bằng những con y chiêng đồng 3.
không chủ động đi dummy từ đầu thì ngon nhỉ. Nó có đông cung đấy, nhiều khả năng là muốn đi ốp đấy. Truy mệnh sóc Trần Lực Quân và chỉ thủ nhà. Trần Lực Quân và chỉ thủ nhà. Bảy mươi bảy. Dắt vốn lên chưa em? Đầu máu lốt nhá. Cả đầu máu luôn nhá. Xe cũng còn có tham có 21 rồi. Không to. Tham bên mình còn đang bị đè cơ. Bên phía đối phương Hyper. Pơ có lẽ bây giờ nhà có ruộng. Vậy không biết hoặc là ăn hoang cái gì ở đâu thôi. Gần đi đâm bay ruộng luôn màu lăm rồi. Thế thì đừng đẩy nhiều quá. Đẩy không nhổn còn cái nhà y nhà ông anh xong lấy hai con y ở nhà cũ ấy lém lên. Không có. Mồ Lâm đang rất trâu quân và đang muốn rỉa hết y của Hưng Nhổn. Truy mệnh tham lai 94. Vâng, đẩy khoảng chục con cung sang lấy tham mồ 7. Mồ 7 đang rất khỏe ở đầu cánh bên kia. Vâng, đẩy một kích như thế để lấy cố gắng lấy được tham mồ 7, lấy dân mồ 7 thôi. Còn đầu thủ toàn tập, đối phương sẽ chuẩn bị ốp. Tôi nghĩ là như vậy. Thở rừng kìa, cẩn thận. Đấy rồi, bắn hết phù đi để chim sẻ nó chém vào. Tập trung bắn phù đi ra. Vẫn còn một con. Rồi xong rồi, fit luôn 17 tấn này. Kìa ở nhà. Ở nhà chim vậy. Đấy. Rồi fit dân mồ 7 rồi, có lẽ tham mình sẽ đè lại. Bây giờ chỉ thủ nhà thôi. Đội bạn có rất nhiều quân. Kéo hết quân về đi. Sóc Trần Lực Quân ra. Đẩy nhá, nó đẩy nhá, nó đẩy chi mạnh nhá. Tất cả đội bạn sẽ ốp. Cực kỳ đông quân. Mình 3-4 kích cung, hơn 3 kích cung cơ. Gần 4 kích đấy. Nhưng mà dàn đẹp vào. Rồi ôm đi. Ui giời ơi, tôi nghĩ là đỡ tốt. Ui giời, thế này mà ông lô 1. Bắt tay anh 7 vào. Bắt tay anh 7. Và chém đây đâu có giáp đâu. Xong rồi, rồi. Ông là ở cũng trận này mình đánh hay vãi nở ra. Trận này mình đánh hay vãi nở ra. Trận này mình chim lợn hay vãi nở ra. Ôi giời, mình chưa phải đỡ được chưa? Anh bảo 4 kích cung à.